Đây giới thiệu với các bạn món ăn của dân tộc, đây món dân tộc Thái nhỉ. Đó là món gỏi cá nhé, người Lào người Thái đều có. Đây là bằng món gỏi cá các bạn ạ. Xong cái phần chế biến rồi. Đây là các gia vị này. Ớt này, tỏi này, lá chanh nhỉ Sơn nhỉ? Đúng rồi, lá chanh. Đúng rồi, lá chanh này, rồi nộm này, hoa chuối này. Ừ, đúng rồi, các loại gia vị. Rau thơm. Ở đâu? Ở đâu anh? À cái đấy á. Vâng. Cái đấy. Đúng rồi, cái đấy hay đấy. Rau thơm này. Rau thơm thì có những cái loại như là rau húng này, mùi tàu này, tía tô. Có tía tô dùng không nhỉ? Có nhỉ? Dăm. Ừ, là dăm. Đây là món ăn rất là ngon của đồng bào dân tộc Thái ở đồng bào dân tộc ấy, ở Tây Bắc. Thực ra cái này anh cũng được ăn rồi nhưng mà mình chưa được biết cách chế biến ấy. Sợ vào bản ấy, xem họ ăn à, họ làm đấy. Nhưng mà lúc mình đi thì mình chỉ được chén thôi. Vâng, chưa. Ừ, chưa mình kiểu mình chưa trực tiếp mình làm ấy. Ăn cái đồ này có ăn được cay không sướng? Cay, nhiều chất cay. Vâng. Cay này xong rồi chua này xong rồi vâng. Mình ăn này thêm một tí rượu nữa này. Nhờ. Bắt buộc phải có rượu được. Đúng rồi, một tí rượu để khử cái mùi tanh. Quá nhỉ, ai gọi mình? Ôi ông ơi con về đây rồi. Ta bé à? Ông ở trong rồi. Thích cậu làm bé à? Chưa, cắt chanh à, con nước đi. Đây, giờ bảo đi cắt chanh. Bố ơi, con đây rồi bố ơi. Con đây rồi. Rau thơm này, thái mỏng này. Và tí nữa trộn. Lạc Giang ra trưởng à? Cái cá thái mình bọc giấy đúng không? Kìa. Xong tí nữa mình thái nhỉ, thái mỏng ra nhỉ. Đây. Sơn ơi, con này là cá gì đấy em? Cá mè. Mè à? Đúng rồi. Đây là cái phần gia vị của nó. Gia vị lạc giang thì nó thêm lạc giang nữa. Bây giờ đến phần thái miếng thịt của cá. Con này to sao mới được miếng này chứ đúng không? Con này khoảng 7 cân. 7 cân à? Đây là hai miếng thịt bên lườn. Bên lườn của nó ấy. 7 cân to chưa? Đấy chỉ khúc đuôi thôi. Khúc đuôi á? Khô đuôi ăn rồi. À. Cái xương này là sạch. Ừ. Anh thấy họ thấy dùng cái giấy in ấy, giấy A4 ấy. Giấy A4 họ. Đấy, nó cứng. Đúng không? Cá mỏng cá tốt đúng không nhỉ? Vâng. Mỏng nó nhanh. Đúng, tùy người ấy, nhanh. Người thích ăn dày. Ừ. Nhanh nắm được gia vị. Mà cái này ngon nhất hình như là nước măng chua đúng không? Đúng rồi, đang đun nước măng chua cho trường ơi. Dùng nước măng chua ấy. Trường. Nước măng chua. Đun. Đun để mấy hôm. Đun qua cũng được mà. Tí nó trộn vào đây này. Trộn vào đây này. Và cuối cùng là trộn cái nước măng chua. Cá người kinh. Gọi cá người kinh. Gọi cá người kinh. Anh ấy cũng nâng nước chanh à chưa? Thế nhiên tí nước mới trộn vào chứ cháu. Tí nữa cho luôn. Luôn được á? Cá cho sâu. À cá cho sâu à? Cá lạc cho sâu. Ừ. Lạc giang ở đây chừng à? Mọc. Chưa có ấy đâu chú Sơn à? Hả? À? Chưa. Mì. Cho tí súp thôi. Tí đun nước măng chua chấm nữa cơ mà. Có nước chanh rồi, bỏ lắm kìa.
qua cháu vừa ăn xong đấy. Tối qua đấy, qua cho ăn ở Thanh Yên, ăn nhà Đức Thanh Sơn. Tối qua, tối qua. Bảo sao cháu? Em ăn trưa qua. À, tối trưa qua. Vâng. Gỏi. Cá chấm. Gỏi cá gì? Qua là ăn gỏi cá gì? Tối qua nhà Đức cá chấm. Cá chấm à? Vâng. Chấm thì to luôn. Vâng. Phải con to. Con nó 5 đến 7 cân là, đúng rồi. Tức là phải con to thôi. Cái thịt nó dư thịt nó nạc. Ăn này khâu đuôi nó có xương. À, nó giòn giòn nữa. Vâng, đúng rồi. Vâng. Dạ. Phân có điện thoại của Hậu không? Có ạ. Chưa trả hết. Thôi ạ. Còn tí xúc ra cho trường nhá. Xúc mì ở chỗ nước chanh luôn. Trong này chưa trả hết đấy. Có số, Đây, số đây. Vâng. Vâng. À, thế ạ. Đây có số đây bố. Đọc số của anh Hậu. Anh đi, quay nốt cái video này. Anh Hà mất lâu rồi. Chưa. Thử xem nào. Lái mẹ để lái con. Thử phát xem nào. Phải hơi mặn không? Đừng cho nhiều thuốc cho tí thôi. Không mặn không. Tí nữa trộn cá vào phải được vừa. Cá còn nạt. Nhìn thấy thôi tí mà gấp tờ đĩa nhiều khuyết. Hay. Nó rang được. Đấy. Cho ít đây chú. Cái này là trộn rồi. Ô cho thêm mời á. Không, không phải ấy mà là ấy là thêm hoa chuối. Hoa chuối là ngâm muối rồi chứ mà. Không rửa rồi chứ. Không tí cho cá vào bình thường không mặn. Cá này ao sạch. Nhìn nào kìa. Cái này bắt ở ao. Ao được nhưng mà nếu mà có cá sông thì nó cá ngon. Ao nó ra nó vào đầy nó sông rồi chứ. Sông chứ không ăn nhau. Cá tự nhiên ấy, cá tự nhiên ấy, cá sông ấy. Bẩn á. Bẩn á. Không, sông nó chảy mạnh không. Sông này nó mà ăn. Rốn rồi. Hả? À ừ, nó là cái camera, chưa? Camera, chưa camera hành trình nhưng mà. Ừ. Nó nhỏ, nhỏ gọn lắm. Hả? Rẻ lắm mà, có mấy. Chào. Em gì? Chết. Mấy triệu thì chết à? Mấy triệu thôi. 3-4 triệu thôi. 3 triệu, hơn 3 triệu. Thêm rau thơm. Nhiều rau thơm mà. Rau thơm. Không nên nhặt vào, không cần phải thái. Rau húng này. Đây ăn gấp thì ngém. Ừ, ngém. Quay cả mặt người làm ừ? Mặt người làm không ăn thua. chủ yếu là cái ấy này thôi, cái món ăn này thôi. Người làm nữa à? Nhưng mà vấn đề là tế nhị nên là người làm có muốn lên hình hay không chứ. đấy là tôn trọng quyền riêng. Đây tiếp tục các bạn nha, lúc ấy hết pin này không kịp quay, bây giờ ghi tiếp nha. Đóng khá nhỏ ra. Đóng gỏi cá. Để nguyên đá này. Cái này cho thêm vào mẹ. Lá chanh có dùng nữa không? Vứt đi đây. Đấy nè. Vứt tủ. Đây cái phần này là thái xong rồi này. Tí nữa trộn vào. Cá là chi tô. À chi tô thôi, là chi tô mùi đầu thôi. Lấy chừng biết làm cái này làm gì. Món gì? Cẩm cô biết làm cái. Lộn cà. Mùi tàu chứ tô lá chanh có gì đâu. Cho tí rau răm có đây rồi. Tỏi, ớt. Tỏi bốc đây rồi. Tỏi, ớt, lá chanh, à. Chanh. Hả? Cốc xe ấy. Tí xe. Cốc xe có. Bố để cốc xe ấy. Cốc xe. Ừ. Xe của bố ấy. Bố để trong cốc xe. Không, cắm vào cốc xe ấy. Cắm gì có. Không có à? Ừ.
chả để đấy. Đấy, mở ra cho vào con. Đây là món gỏi cá. Giang ạ, Giang được thưởng thức chưa? Món gỏi cá chưa? Đây, thì mình sẽ thưởng thức nha. Đây. Nhưng cái này uống rượu thì mới ngon kìa. Đây, gia vị xem. Thử xem vừa đi. Vlog. Bà Tân Vlog thì 65 tuổi rồi. Mới có 40 nồi bánh trưng thôi các cháu ơi. Mới có 40 nồi bánh trưng thôi. À quên, 65 nồi bánh trưng. Đúng rồi. Chuyên món ăn khổng lồ mà. Đúng rồi. Chuyên món ăn khổng lồ. Đây này, gia vị này, tí nữa trộn thử xem nào. Ơ sơn đâu rồi? Mình tiếp tục cái này đi nhỉ? Sơn rồi. Đang đợi lạc. Đợi lạc à? Thế à? Thế thôi, tí nữa làm tiếp ạ. Là còn thiếu một món, một cái món nữa là lạc nhé. Còn mình sẽ... Tí nữa mình sẽ đi tiếp nhé. Đây là phần công đoạn cuối cùng. Là trộn thịt cá vào. Sau đó để nó ngấm. Ngấm nhỉ? Còn 10 phút đúng không? Ngấm nữa là chén được. Trộn đều cho ngấm gia vị. Ở cái nước măng chua chưa cho nhỉ? Cho rồi. Cho rồi thì. To cá này. 7 cân chả to. To, ngon. Cái này làm cái món này thì ngon nhất là cá gì? Cá mè. Mè đúng không? Mè ăn ngon quá. Giòn. Mà cái khâu đuôi của nó còn to là ăn sướng. Nhiều xương. Nó sật sật đấy nhỉ? Nó sụn như cái xương chín thì thích ăn được. Xương sống thì ăn thoải mái, nó giòn. Lạc à? Vâng, tí lạc nữa là hết. Còn ăn mới cho lạc. Chua. Tí nữa nó ngấm là cái miếng thịt nó đổi màu. Đấy. Tái rồi. Tái. Cái này là. Đấy, chuẩn bị làm cái này là dạng ăn tái rồi. Đây nhá, xong rồi nhá các bạn nhá. Tí nữa trộn thêm ít lạc nữa thôi. Lạc chén rồi, đánh chén rồi. Vâng, hoàn toàn trong đấy. Hôm nay bố nhiều ăn nhiều thứ. Ôi cái này mà không ăn thì nói chuyện gì. Cái này là đặc sản. Đặc sản nhưng mà không ăn cái gì. Ăn chứ. Đây bạn ơi, xong rồi nhá. Tí nữa là mình thế nào, trộn ít lạc. Ít lạc này cho lên đĩa này là đánh chén thôi. Không trộn. Để đây. Trường á, trường không ăn đâu. Đâu? Có món tiết canh à? Ăn kèm á? À nếu mà có thì càng ngon. Lấy đâu anh? Em đi với. Đi luôn, quay phim luôn. Thế đi.
Con nói nếu mà đi nó có bài say của đi. Thôi. Cái cháu chỉ tầm đấy là được. Cháu lại không say là đang đang ong hết cả đầu. Ừ, cái gì cả chúng mày. Lo công việc, lo cho vợ cho con. Vâng, uống nhiều quá. Đấy, còn ăn đi. Chưa ăn uống gỏi cá. Nôn rồi ra máu. Ừ đấy. Ăn mãi đi, ăn mãi rồi giờ mình giới thiệu được. Đẹp. Tôi người mà sáng này. Đây, cái này ăn mấy cái lá này. Lá sung này, lá sung. Ừ, là sung. Mà lá sung, lá sung này. Em cứ làm cái việc của em. Cái này là gói vào xong rồi là chấm một tí. YouTuber. Ngoài ra còn cái lá ổi. Lá ổi này. Nào. Chú phải quấn vào chứ. Cái này là cháu uống vài chén nữa đi cho nó khỏi. Em luôn nó còn đang bị cái tóc hôi lên ăn bao nhiêu quả ớt chứ còn toan đấy không có cái gì là cái kháng sinh nhiều vào này còn để động mà cứ bác sĩ cái tiêm trị hại mất chúng ta này rồi. Sao lại ăn vào nó tự nó khỏe lắm mà độc tỏi quá này ơi tỏi tỏi tăng mà có nó tàng cái nữa rồi của chân nha cơ có rồi mà anh tỏi có rồi mà tỏi ớt có hết rồi mà nhiều mà nó chưa đủ lấy nó ra mồ hôi được à tức là nó chưa đủ cay đúng không anh nó chưa đủ cái độ cay để ngon lắm phải ăn hết nhá ra mồ hôi vào quả cá xong chưa tao có tác nghiệp rồi chưa không ăn được lần sau mà mùa sang năm nhá cho em nó đi tác nghiệp đi cảnh đi xoay ngoé nó nhở con nhái ấy. con nhái đi soi đi soi ở đêm đi và từ soi đêm đi để soi bắt như nào vồ nào về và... nào ăn như nào đúng em rồi được khối cái like luôn và đúng rồi nhiều và nhiều like nhiều view ấy ạ ừ. Em nhiều em có tiền em và... ký cái đấy lên có tiền và... cái gì đâu tay cầm à, thì bác dạy anh còn dạy các em nữa chứ đồng giờ mà không dạy làm sao nó kiếm tiền được vâng. Như phải kiếm chuẩn vâng. Đừng để nó ném đá nghe chứ không em không để ném đá anh đâu. Xem cái bà đéo gì chờ lâu quá đấy ngôi vậy lâu quá à bác Lương Vlog thì đúng không anh bác Lương Vlog cái gì ừ đúng không cái người đấy nó đầy tiền rồi kênh đấy nhà bị chửi nhiều nhất đấy bị nói nhiều nhất đấy cái bà mà hôm nọ mới nhất là cầm con tô càng ấy Tông Càng à? Bà Tân Vlog đúng không? Bà Tân Vlog. Bà đấy chuyên cái món nào siêu cay siêu khổng lồ. Siêu đúng rồi, siêu to. Như tôi sắp nhận cái gì rồi đấy. Cái nút vàng. Nút vàng này. Thôi em từng bước nhá. 2 tuần là được hơn 1 triệu người đấy. Hơn 1 triệu người đăng ký. Top 3. Nó đầy tiền. Top 3 thế giới. Nó vừa tiền đúng không? Người đấy mới là người nhiều tiền. Đúng rồi. Thế mà ngày xưa anh nói chuyện rất buồn cười nghe rất hay. Ngày xưa anh em ta mau lên cả sướng nhỉ. Ừ. Nhưng mà như tôi cũng cống hiến. Bà ấy lên nhanh là do có con trai thôi, con trai đứng ở sau. Thằng người ta con trai thiết kế. Thằng Hưng Vlog ấy, kênh Hưng Vlog ấy. Đúng rồi, nó làm nó là tức là nó thiết kế, xong nó truyền thông. Ơi. À tôm à. Là món siêu khổng lồ đúng không? Ừ. Ba này cả nhà tranh nhau ăn. Đầu tư. Không kênh bài cũng phát triển ra. Cũng phát triển nhanh nhỉ. Bật kiếm tiền ấy. Ừ, phát triển nhanh nhá. Cái bà đấy cảnh bài khổ người ta. Không. Thực ra người ta xem nhiều là vì thương cái bài người... thôi. Xem cái tình người. Rồi thương kiểu. Nhưng mà người ta cũng nỗ lực. Nhìn cũng vất vả ấy, nhìn làm lũ vất vả. Trông là quá khổ luôn. Đúng rồi, người ta ủng hộ thôi. Thích thì cách mạng mà khổ đấy. Nói chung là nói bà nói là nói thật đấy nhỉ. Nó rất là thân chia sẻ là chân thật. Cái hôm mà thằng Hưng kia nó lên nó đăng lên xong bảo là thưa mẹ nó bảo yêu cái bà thì cao tuổi mẹ mấy tuổi cái đây. Bao nhiêu thằng cả chém rồi đúng không? Hình như là cái kênh bà là 61 tuổi hay sao? Đấy. Cái đấy sao ấy? Bảo là con yêu bà hơn mẹ. Ừ. Ừ. Ngọt thôi. Có để em. Có em. Để một tí canh thịt. Hôm nay em rất là hay. Vâng. Thôi để được em con đốt. Thương người đèo. Đây anh này. Nó bảo. Đây anh này. Nó bảo.
hết rồi anh ơi. Tao buồn như này, tao để cái xương vào đây. À, rồi. Tóm lại, tóm lại như vậy là người ăn nhiều nhất ở đây. Qua này miếng phải chưa? Miếng để cho chúng ta nói chuyện được nhớ đấy. Thế cái việc nhớ mình phải thương nhớ nhau mới lo được. Vâng. Không có gì bằng tình đoàn kết. Vâng. Không có đoàn kết mất đi hết. Vâng. Còn chúng nó vừa nãy nói thằng nào chém nhau đứt tắt kệ mẹ thôi. À cái đấy ở thôi phụ đấy thì cái đấy là mình mạng để tìm nhiều thế để mình học đấy chứ. Vâng. Nhà nước mình, đảng mình, chính quyền mình, nghe ban chính trị bộ trung ương của mình, bộ chính trị, bộ chính trị năm nay 50 năm học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vâng. Di chúc của bác để lại đến bây giờ chúng ta phải làm tốt vào. Làm càng tốt thì được ăn ngon càng nhiều. Vâng. Nói thẳng như thế. Vâng. Thế còn không có bàn việc gì hơn. Còn gia đình ai bất kỳ có cái điểm gì điện cho nhau đến để cùng nhau đoàn kết giúp đỡ. Vâng. Thế thôi. Vâng. Thế mới là tinh thần còn lâu còn dài. Vâng. Còn thế hệ các con các cháu ấy chứ. Vâng, các cháu. Vâng. Em xin chị Dâu ạ. Thế. Cấm được cái gì lúc nào phải ngoan anh Huy. Không phải. Cấm được cái gì lợi dụng. Thái hóa là bất nha. Quan điểm của đảng. Nó đúng quan điểm. Quan điểm của đảng. Tự mà là biển luôn. Kể cả nhân dân đấy thôi. Nó cay đấy bác hả? Sống tốt với nhau, sống được bền. Nó có bền không? Còn uống nhá, không ăn, đừng có đi về với anh. Em cứ ăn có chút trước tao đến tao thắp hương thôi. Thôi em uống rồi giờ em xin phép ăn. Ăn. Vâng. Vâng. Trường ơi. Mày nhá. Trả tao cái đấy vào đây. Chú ý. Chú ý. Không uống nữa là chú phải uống hết đấy. Không cái này phải uống xong. Cái bát kìa. Chia hết rồi mẹ. Mẹ chết chứ chứ cái thằng con trình hòa mẹ. Tao chỉ tiếp bố mày chứ chứ. Chia rồi đấy chứ. Này 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 bố lên này. Chia rồi đấy. Vâng. Tiên sư chứng mày. Mày ép cái người nhiều tuổi làm gì? Người nhiều tuổi. Bố tao tao còn tha mày. Cũng của mày. Chẳng nhận. Tao chơi đến tận cùng. Chiến đấu tận cuối cùng. Từ 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 từ. Từ từ em làm nốt cái này em ăn nhá. Anh Huy nhá. Vâng. Hai cụ đâu ở đấy rồi. Vâng. Uống cũng ăn lúc khỏe khỏe. Hai cụ quá mệt. Ông về ông hơi vẫn ngửa. Hôm nay là không được dô, không có bầu chức quản ca ăn. Bộ chính trị ban bí thư mà nói thế. Thôi vội bắt tay thế. Chưa. Sợ. Chứ. Mà dô thì không được dô, bắt tay vội quá. Chưa. Bắt tay anh. Ừ thế, cho nó tình vật. Thôi, em xin phép ăn. Làm nhiều mồi mà ăn, dùng ăn chút. Nó khỏe. Tí quay cho bố này. Công lang, công lang, bỏ công lang. Con cầm tay trái cho bố này. Này. Cầm lơ hấu. Long. Long ơi. Ăn cua là tốt. Này, cầm quay cho bố này. Quay cho bố.